vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Vâng, Nghệ An, một vùng đất mang đậm nền văn hóa Lam Hồng, luôn đầy ắp những điều mới lạ và hấp dẫn, là điểm đến hứa hẹn tràn đầy tình cảm nồng hậu của con người xứ Nghệ và làm thỏa mãn những đam mê khám phá của du khách đấy. Và ngày hôm nay, Khánh Linh và Trà My sẽ đưa các bạn đến với thiên đường biển Ba Lữ, với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ của cánh rừng thông bạt ngàn, bãi biển xinh đẹp mang những dấu ấn riêng và được ví như Đà Lạt xứ Nghệ. Nào, bây giờ chúng ta cùng xách ba lô lên và đi thôi! Bãi Lữ cách cửa lò 20 km về phía đông bắc, thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Một vùng sông núi dày đặc, trời biển mênh mông, không khí trong lành, mát mẻ. Trước khi đặt chân đến địa danh này, du khách sẽ không khỏi bất ngờ khi đi qua những con đường uốn cong, đoạn đường đèo cao vút. Tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt trần, hấp hồn du khách, như một bước đệm tiến vào nơi tiên cảnh. Vì những lẽ đó, người dân ở nơi đây vẫn luôn tự hào gọi bãi Lữ là Đà Lạt trên biển của Nghệ An đấy. Chị Trà My biết không? Tên gọi bãi Lữ bắt nguồn từ tên gọi của ngọn núi Lữ Sơn, đứng sừng sững hàng ngàn năm trên bãi biển đấy. Truyền thuyết kể rằng có một chàng lữ khách si tình thích ngao du trong thiên hạ, đến đây đã phải lòng nàng tiên cá với vẻ đẹp và giọng hát mê hồn. Có lần chàng đã theo tiếng hát của nàng ra ngoài biển cả và dừng chân bên chùa Sơn Hương cầu Phật để tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu, rồi đứng chân chân tẫn thờ ngoài biển, hóa thân thành núi Lữ đấy. Và bãi biển dưới chân núi đó chính là bãi Lữ đúng không Khánh Linh? Chị Trà My cũng được biết thêm rằng chính tại địa danh này, theo truyền thuyết dân gian, là nơi đã từng diễn ra bi kịch với cho con vua An Dương Vương, khi nhà vua buộc phải tước kiếm chém Mị Châu trước khi trầm mình xuống biển đấy. Lịch sử với những sự kiện đau buồn đã lùi xa, nay bãi Lữ đã là một khu nghỉ mát cao cấp, hội đủ ba điều kiện: biển, núi, rừng. Và bãi Lữ còn có điều gì đặc biệt hơn nữa, chị Trà My có thể chia sẻ với mọi người được không? Sẵn sàng luôn. Và bãi Lữ còn có những điều gì khác nữa nhỉ? Các bạn hãy cùng Trà My và Khánh Linh khám phá nhé. Đến bãi Lữ, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa một bên là làn nước trong xanh của biển cả, được điểm tô lung linh hơn bởi những phiến đá tự nhiên, và một bên là màu xanh của những cánh rừng thông vươn mình ra biển lớn. Tất cả hòa quyện làm mê hồn bao du khách từng đến nơi đây. Wow, Khánh Linh biết không? Với cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng, bãi Lữ được ví như một nàng tiên ngủ quên rồi trở mình khi tỉnh Nghệ An chọn đây là một trong năm dự án ưu tiên đầu tư để xây dựng khu du lịch resort bãi Lữ đấy. Và đây là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng với những công trình xây dựng khéo léo, tôn thêm vẻ đẹp của thiên nhiên, khiến cho con người thư thái lại. Bình minh và hoàng hôn nơi đây ẩn chứa âm thanh và sắc màu thánh thiện, sự hòa quyện giữa vẻ đẹp thiên tạo và nhân tạo khiến cả quần thể như một nàng tiên giáng trần, tinh khôi, e lệ, kiêu sa, dân dã và sang trọng. Hiện nay đã có rất nhiều đoàn khách và du khách đến bãi Lữ nghỉ dưỡng, tắm mát, ngắm cảnh. Bãi Lữ đã và đang là một trong những nơi nghỉ dưỡng lý tưởng nhất của Nghệ An và cả nước. Các bạn thấy bãi Lữ của chúng mình có đẹp và hấp dẫn không nào? Trà My tin chắc rằng đây sẽ là một địa điểm du lịch rất rất thú vị dành cho tất cả mọi người trong mỗi kỳ nghỉ đấy. Nếu các bạn có dịp đến với mảnh đất xứ Nghệ thì Khánh Linh và Trà My sẽ là những hướng dẫn viên du lịch để đưa các bạn khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của bãi Lữ, một bãi biển được thiên nhiên ban tặng cho cả mảnh đất và con người xứ Nghệ, để mỗi khi rời xa đều lưu luyến, bồi hồi.
Và bây giờ Khánh Linh và Trà My phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.